Sáng ngày 6 tháng 9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, kiểm tra công tác trực chiến tại trạm bơm tiêu An Vũ, thành phố Hưng Yên, trạm bơm tiêu Triều Dương, huyện Tiên Lữ và trạm bơm Chợ Thi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như phương án chủ động ứng phó khi mưa lớn gây ngập úng cục bộ, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của ngập úng. Để thực hiện tốt công tác ứng phó thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao phương án phòng chống bão nhằm giảm thiệt hại thấp nhất khi mưa bão về, chủ động tiêu thoát nước tại khu vực ngập úng, ứng phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra trong mùa mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ. Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh bão, bảo vệ tài sản. Theo dự báo của cơ quan Trung ương và công điện của Thủ tướng thì đây là một cơn bão rất là lớn và có nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản của nhân dân rất là cao, phải thực hiện nghiêm cái công điện của Thủ tướng Chính phủ. Và đồng thời đấy là chỉ đạo các đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã và các ngành liên quan phải thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì trước hết là để phòng chống cơn bão tốt thì thứ nhất là chúng tôi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp là yêu cầu tất cả các trạm bơm tưới tiêu hút hết tất cả các cái dòng sông rồi ao hồ để giảm cái thiệt hại nếu khi mà bão về. Trước mắt là tất cả các dòng sông ao hồ đều phải hút cạn, đẩy ra ngoài để đảm bảo khi mà cái lượng mưa lớn thì tránh thiệt hại hoặc không thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong cả tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức thăm nắm tình hình tại các vùng trũng dễ gây ảnh hưởng, làm tốt công tác dự báo, cập nhật kịp thời các thông tin một cách gần gũi, thiết thực đến người dân. Các cơ quan truyền thông thường xuyên đưa thông tin một cách đầy đủ, chính xác, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt, hệ thống chính trị các cấp cần vào cuộc quyết liệt, phòng ngừa ở tất cả các khâu để hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại.